cái xin chào mọi người, tôi tên là Hiếu. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục quay trở về cái bài viết này về những cuộc tình báo ở trên thế giới. Hôm nay tôi sẽ đọc cái bài viết này bằng bằng tiếng Anh và cả tiếng Việt nhé. Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào ngày 2 tháng 2. Russia launched a special military operation in Ukraine on February 24. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp. President Putin called it to protect those who have been subject to repression and genocide by the Kiev regime over the past 8 years, đàn áp và diệt chủng trong 8 năm. Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc. Special military operation in Fort Mansour. Ông lưu ý rằng Nga không còn cơ hội để làm khác. Rủi ro về an ninh đã được tạo ra. Russia has no opportunity to do all the one. The security risk has been to such an extent. Vì an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng cách. Còn những nhiều biện pháp khác, extended is an impulse to break by other means. Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thảo luận với NATO về các nguyên tắc an ninh được châu Âu. According to him, Russia had tried for 30 years to agree with NATO on the principle on the security in Europe. Nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt với sự lừa lọc và dù trả cái đập. Russia phải either during disappeared in life or been subject to pressure and hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Moscow lại dần mở rộng và tiếp cận. Meanwhile, this alliance despite Moscow of option gradually expanded and approached the border of the Russian Federation. Nga dùng mẹo để đánh lừa tình báo Ukraine. Russia used clever trick to deceive Ukraine intelligence, bảo vệ máy bay chiến đấu and protect fighter jets. According to him, Russia had tried 30 years agreement. Ngoài chúng ta nói thêm rằng nếu như bản thân ông không hiểu nhiều mục tiêu, và ông ấy thành lập một cái thỏa thuận với bên NATO. Cô xin cảm ơn mọi người.